Cô chào các con. Rất vui khi được gặp lại các con. Bài học ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con. Đó là bài 52, phần vần úp. Bài học này sẽ giúp cho các con thứ nhất, nhận biết và đọc viết đúng các tiếng có vần vần úp. Thứ hai, đọc đúng và hiểu được nội dung của bài tập đọc ở sách giáo khoa trang 97. Các con hãy chú ý trên màn hình. Đây là vần Các con cùng đọc. Và đây là vần úp. Các con cùng đọc. Tiếp theo, các con hãy quan sát. Đây là vật dụng được làm từ đất nung, dùng để chứa nước hoặc là nông sản. Tên gọi là chum, cô có tiếng chum. Các con cùng đọc. Chum. Chum. Trong tiếng chum, ta thấy âm chờ đã học rồi, vần mới, đó là vần Các con cùng đọc vần mới. Các con xem vần có mấy âm? Vần có hai âm, âm u đứng trước, âm m đứng sau. Chúng ta sẽ đánh vần u m u m Các con tự đọc xem. Các con đọc lại lần nữa. Và đây chúng ta đọc là Các con phân tích tiếng chum. Đúng rồi, âm chờ đứng trước, vần đứng sau. Chúng ta đánh vần. Chờ, chum. Chờ, chum. Các con tự đọc. Và đây chúng ta đọc là chum. Các con nhớ nhé. Các con chú ý nghe cô đọc lại. U, m, chờ, chum. Và đây là chum. Chum. Các con thử đọc xem. Được chưa các con? Các con tiếp tục quan sát trên màn hình. Đây là gì? Đây là đồ chơi của các bạn gái. Đó là búp bê. Cô có từ búp bê. Các con cùng đọc. Búp bê. Búp bê. Trong từ búp bê thì tiếng búp có vần mới, đó là vần úp. Các con cùng đọc vần mới nhé. Úp. 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 Các con xem vần úp có mấy âm? Vần úp có hai âm. Âm u đứng trước, âm p đứng sau. Chúng ta sẽ đánh vần. U, p, úp. U, p. Các con tự đọc. Chúng ta đọc trơn là úp. Tiếp theo, các con hãy phân tích tiếng búp. Đúng rồi, tiếng búp có âm bờ đứng trước, vần úp đứng sau.
và dấu sắc trên U. Chúng ta đánh vần bờ, úp, búp, sắc, búp. Bờ, úp, búp, sắc, búp. Các con tự đọc xem. Chúng ta đọc trơn búp. Các con chú ý nghe cô đọc lại. U, bờ, úp. Bờ, úp, búp, sắc, búp. Úp, búp, búp, bê. Các con hãy tự đọc. Được chưa các con? Các con chú ý trên màn hình. Hãy so sánh xem vần ung và vần úp có gì giống nhau và có gì khác nhau. Vần ung và vần úp giống nhau ở chỗ là có âm U đứng trước. Còn khác nhau ở chỗ là vần ung có âm M đứng sau, còn vần úp thì có âm P đứng sau. Các con cùng đọc lại. Các con hãy quan sát trên màn hình, xem trong hình vẽ có gì. Hình vẽ có chùm nho, cô có từ chùm nho. Các con quan sát tiếp, đây là cái gì? Đây là chiếc cúp, cô có tiếng cúp. Tiếp theo, các con hãy quan sát, đây là con gì? Đúng rồi, đây là con tôm hùm. Cô có từ tôm hùm. Tiếp theo, các con hãy quan sát. Bạn trai đang làm gì? Đúng rồi, bạn trai đang giúp bà qua đường. Cô có từ giúp đỡ. Các con quan sát tiếp. Đây là lá trà non, còn gọi là búp chè. Cô có từ búp chè. Các con quan sát tiếp. Tranh vẽ ai? Tranh vẽ bé. Bé rất là mũm mĩm dễ thương. Cô có từ mũm mĩm. Trong các tiếng từ vừa rồi, các con hãy tìm xem tiếng nào có mang vần ung và tiếng nào có mang vần úp nhé. Nào, các con hãy tìm. Tiếng có mang vần ung đó là tiếng chùm ở hình số 1, tiếng hùm ở hình số 3, tiếng mũm ở hình số 6. Tiếng có vần úp là tiếng cúp ở hình số 2, tiếng giúp ở hình số 4 và tiếng búp ở hình số 5. Giờ các con hãy đọc cùng cô nhé. Chùm, nho, cúp, tôm, hùm, giúp, đỡ, búp, chè, mũm, mỉm. Các con cùng đọc lại lần nữa. Chùm, nho, cúp,
tôm, hùm. Giúp đỡ, búp, chè, mũm, mỉm. Các con đọc giỏi lắm. Giờ chúng ta tiếp tục quan sát trên màn hình. Đây là hình vẽ bà và bạn Hà để biết được họ đang làm gì. Cô trò chúng ta cùng đọc bài tập đọc bà và Hà. Các con chú ý nghe cô đọc. Bà và Hà. Hà nhỏ mà chăm chỉ. Hà giúp bà xếp đồ ở tủ. Hà nhổ đám cỏ tùm ở ngõ. Có hôm Hà giúp bà chữa mũ cho búp bê. Ngắm Hà chăm chú đưa chỉ qua lỗ kim, bà tủm tỉm. Hà của bà ngộ quá. Bài đọc của chúng ta được chia làm 6 câu. Các con hãy chú ý. Câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba. Câu thứ tư. Câu thứ năm. Và đây là câu thứ sáu. Các con hãy quan sát và tìm trong bài đọc tiếng nào có mang vần và tiếng nào có mang vần úp nhé. Nào, các con hãy tìm. À, tiếng giúp ở câu số 2 có mang vần úp. Tiếng ở câu số 3 có mang vần và tiếng tùm có mang vần À, tiếng giúp ở câu số 4 có mang vần úp. À, câu số 4 còn có tiếng búp mang vần úp. À, tiếng tủm mang vần ở câu số 5. À, ở câu 6 chúng ta không có tiếng mang vần mới. Giờ các con hãy đọc cùng cô các tiếng có mang vần mới. Giúp. 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 Tùm. 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 Búp. 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 Tùm. 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 Tiếp theo các con hãy đọc bài cùng cô. Chúng ta sẽ đọc theo từng tiếng. Bà và Hà. Hà nhỏ mà chăm chỉ. Hà giúp bà xếp đồ ở tủ. Hà nhổ đám cỏ tùm ở ngõ. Có hôm Hà giúp bà chữa mũ cho búp bê. Ngắm Hà chăm chú đưa chỉ qua lỗ kim, bà tủm tỉm. Hà của bà ngộ quá. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc theo từng câu. Các con chú ý. Cô sẽ đọc trước và các con sẽ đọc sau nhé.
Bà và Hà. Hà nhỏ mà chăm chỉ. Hà giúp bà xếp đồ ở tủ. Hà nhổ đám cỏ tùm ở ngõ. Có hôm Hà giúp bà chữa mũ cho búp bê. Ngắm Hà chăm chú đưa chỉ qua lỗ kim, bà tủm tỉm. Hà của bà ngộ quá. Được chưa các con? Giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Ghép đúng. Cô có 4 thẻ chữ sau. Các con hãy đọc. Thẻ chữ A. Thẻ chữ B. Thẻ số 1. Thẻ số 2. Các con đọc cùng cô. Hà, bà, ngắm Hà tủm tỉm. Chăm chỉ giúp bà. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là hãy lựa chọn thẻ số 1 hoặc là thẻ số 2 để ghép với thẻ chữ A hoặc thẻ chữ B để tạo thành câu có nghĩa. Để ghép đúng thì các con hãy nhớ lại trong bài đọc bà và Hà. Hà làm gì và bà đã làm gì? Nào, các con hãy ghép thử xem. Các con so sánh với kết quả của cô nhé. À, cô sẽ chọn thẻ A và thẻ số 2. Đó là Hà chăm chỉ giúp bà. Còn thẻ B, cô sẽ ghép với thẻ số 1. Bà ngắm Hà tủm tỉm. Các con đọc cùng cô nhé. Hà chăm chỉ giúp bà. Bà ngắm Hà tủm tỉm. Qua bài đọc này, các con thấy bạn Hà là một người rất là ngoan ngoãn, chăm chỉ. Hà luôn biết giúp đỡ bà các công việc phù hợp với sức của mình. Sau bài học, cô mong là các con sẽ noi theo gương tốt của bạn Hà nhé. Chúng ta sang phần tiếp theo, tập viết. Cô sẽ hướng dẫn các con viết phần tiếng Trung. Các con hãy quan sát chữ U và chữ M có độ cao là 2 ô ly bằng nhau. Khi chúng ta viết, chúng ta sẽ viết chữ U. Sau đó chúng ta viết chữ M liền nét với chữ U. Tiếp theo, chúng ta sẽ viết chữ chung. Trước tiên, chúng ta sẽ viết chờ. Sau đó viết vần liền nét với chữ chờ. Ta được chữ chung.
Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con viết vần úp từ búp bê. Các con lưu ý chữ U cao 2 ô ly, còn chữ P là 4 ô ly nhé. Khi viết vần úp, chúng ta sẽ viết con chữ U. Sau đó viết con chữ P liền nép với chữ U, ta được vần úp. Tiếp theo, chúng ta sẽ viết chữ búp. Chúng ta viết chữ bờ. Sau đó viết vần úp liền nép với chữ bờ. Viết dấu sắc trên U. Tiếp theo, chúng ta sẽ bỏ một khoảng trống nhỏ vừa đủ viết một con chữ O. Chúng ta lại viết tiếp chữ B. Ta được từ búp bê. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Ở nhà, các con chú ý là chúng ta mở sách giáo khoa ra, đọc lại bài. Luyện viết lại các chữ cô vừa hướng dẫn trên bảng con và vở luyện viết. Các con nhớ chúng ta làm vở bài tập tương ứng với bài học ngày hôm nay nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các con.